Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thông tin từ VN Express, ngày 29 tháng 5, Công an Đồng Nai khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự để làm rõ sai phạm trong xây dựng 488 căn biệt thự trái phép tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Dự án khu dân cư Tân Thịnh do công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư. Trước đó, Thanh tra tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận xác định hơn 20 lãnh đạo, cán bộ các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom có sai phạm. Vụ việc đã được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi hồi tháng 11 năm 2022. Năm 2016, khu dân cư Tân Thịnh được chính quyền tỉnh chấp thuận địa điểm dự án tại xã Đồi 61. Hai năm sau, tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, cũng như báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án và chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư. Diện tích đất của dự án từ nguồn gốc 402 thửa đất của nông trường cao su An Viễn và các hộ gia đình, cá nhân. Trong đó có 339 thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 26 hộ gia đình, cá nhân và công ty cổ phần đầu tư LDG với diện tích hơn 15 hectare. Công ty này sử dụng các thửa đất thông qua các hình thức nhận chuyển nhượng, ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay không đúng quy định pháp luật. Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, dù chưa được giao đất và chuyển mục đích sử dụng, chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư dự án, song công ty cổ phần đầu tư LDG đã xây dựng 488 căn biệt thự, nhà liền kề, 290 căn xây dựng gian dở. Dự án đã thi công hệ thống đường, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải công viên cây xanh, xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong quá trình thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Dự án này trước đây từng được quảng bá là thành phố thông minh đầu tiên của Việt Nam với tiện ích như công viên, siêu thị, trường học. Có thời điểm, hàng ngày các hàng trăm lượt khách từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội đổ về đây để giao dịch mua bán. Hiện công ty cổ phần đầu tư LDG đã ký hợp đồng bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Khách đã thanh toán cho công ty 25-95% giá trị hợp đồng, 7 căn hộ chuyển đến sinh sống. Trong khi đó, dự án này chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai, được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật và kinh doanh bất động sản. Trước đó, vào ngày 18 tháng 11 năm 2022, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thống nhất bổ sung 3 vụ việc vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo. Các vụ việc đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi bao gồm vụ việc sai phạm xảy ra tại dự án tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở, trường học ở số 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vụ việc sai phạm tại Tổng công ty Tín Nghĩa Đồng Nai, vụ việc sai phạm xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Trước đó, thông tin dự án khu dân cư Tân Thịnh xây dựng chui gần 300 căn biệt thự và nhà liền kề từng gây xôn xao, bức xúc cho dư luận. Dự án khu dân cư Tân Thịnh, tên thương mại là Villa Park, do công ty cổ phần đầu tư LDG, công ty LDG làm chủ đầu tư, có vị trí tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Dự án có quy mô 18,22 hectare, bao gồm 4 phân khu, 680 căn nhà liền kế vườn và biệt thự song lập, cùng nhiều tiện ích như trường học, trung tâm y tế, trung tâm thương mại, công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng. Khu dân cư này được chủ đầu tư quảng cáo là khu đô thị thông minh đầu tiên ở Việt Nam. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận thỏa thuận địa điểm đầu tư ngày 28 tháng 9 năm 2016. Đến tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Theo báo Người Lao Động, đến ngày 6 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ mới có văn bản về chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa một phần của dự án này để thực hiện dự án nhà ở cho khu dân cư Tân Thịnh. Hết sức bất ngờ, hơn 20 ngày sau, ngày 27 tháng 4, chính quyền huyện Trảng Bom mới phát hiện dự án này đã xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đến 60%. Trong đó,
có 488 căn nhà, gồm 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liền kề đã được xây dựng gần xong về cơ bản. Điều đó có nghĩa, chính quyền huyện Trảng Bom không hề hay biết về việc gần 500 căn nhà liền kề lẫn biệt thự đã được xây dựng từ bao giờ. Và chính quyền địa phương chỉ biết đến sự tồn tại của hàng trăm biệt thự chỉ hơn 20 ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Câu hỏi đặt ra là ai cho phép chủ đầu tư dự án khu dân cư Tân Thịnh xây dựng bất chấp pháp luật? Dường như để chữa cháy, tháng 8 năm 2020, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai mới kiểm tra, xử phạt hành chính công ty cổ phần đầu tư LDG, chủ nhà đầu tư dự án khu dân cư Tân Thịnh, với hành vi xây dựng khi chưa đủ điều kiện pháp lý theo quy trình quy định với số tiền 75 triệu đồng. 4 tháng sau, chính quyền tỉnh Đồng Nai mới có động thái tiếp theo khi ban hành quyết định xử phạt với công ty cổ phần đầu tư LDG số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Theo quyết định trên, công ty cổ phần đầu tư LDG đã thực hiện vi phạm hành chính gồm chiếm đất để sử dụng trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật tại 401 thửa đất theo trích lục và biên vẽ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do công ty trách nhiệm hữu hạn khảo sát và xây dựng 6 thực hiện ngày 14 tháng 9 năm 2020, được Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai kiểm tra và ký xác nhận ngày 16 tháng 9 năm 2020. Thời điểm vi phạm từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 8 năm 2020 với tổng diện tích là hơn 181.142 m², ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Trong đó, đã chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích hơn 127.217 m² để xây dựng công trình trái phép. Còn lại là hành vi chiếm các loại đất để xây dựng công trình trái phép. Với những hành vi vi phạm nêu trên, công ty cổ phần đầu tư LDG bị phạt hành chính 540 triệu đồng. Cùng với đó, buộc doanh nghiệp này khắc phục bằng cách tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất cho thuê đất. Công ty cổ phần đầu tư LDG nộp số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, báo mặt trận nhận định mức phạt cùng biện pháp khắc phục hậu quả của chính quyền tỉnh Đồng Nai. So với hàng loạt vi phạm khủng mà công ty cổ phần đầu tư LDG gây ra, chẳng khác gì là thả gà ra đuổi. Chưa tương xứng và không đủ tính răn đe khiến doanh nghiệp phải e sợ. Quyết định trên vẫn chưa giải đáp được thắc mắc của dư luận. Đối với những vi phạm ngang nhiên, tay đình của doanh nghiệp thì cơ quan quản lý nhà nước ở đâu? Cũng như lãnh đạo cơ quan nào đã nhắm mắt làm ngơ cho sai phạm của công ty cổ phần đầu tư LDG? Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!